Hello, xin chào quý khách hàng. Hôm nay Hồng Sơn sẽ review cho khách hàng một căn biệt thự tại Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, giáp danh với thành phố Hồ Chí Minh. Căn biệt thự này có diện tích là 900 mét vuông nhá. 900 mét vuông. Đây là sân để xe hơi của biệt thự này. Sân này rộng khoảng hơn 100 mét vuông nhá. Đây có các cây cảnh. Cái này nằm ngay Lái Thiêu luôn nha. Ngay Bình Nhâm Lái Thiêu. Mình đang dẫn khách thấy căn biệt thự này đẹp quá, review chia sẻ lên cho khách hàng cùng xem nhé. Bây giờ mình đi qua cái cầu này. Phía bên đây có Hòn Nam Bộ này. Đây thả cá rất là nhiều nha. Bên đây mình có một nhà gỗ này. Ở đây mình có thể tiếp khách nấu ăn và có 3 phòng ngủ. Đây nhà gỗ hoàn toàn nhé. Bên đây mình có mấy phòng ngủ. Đây là gian phòng khách. Đây là ngủ, bên đây là khu bếp nấu ăn nhé. Đây mình có một bộ bàn ăn 8 ghế này. Phía sau là sân vườn. Đây là nhà vệ sinh rất là rộng nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi cửa sau ra review một sân vườn sau cho khách hàng cùng xem này. Đây là lối đi ra sân vườn đằng sau và một căn nhà vườn đằng sau nữa nhé. Thế đây có cá rất là nhiều nhé. Nay mình đang dẫn khách. Thấy nhà đẹp quá nên là mình review lại cho khách hàng xem luôn. Đây có một căn nhà vườn nha. Bên đây rất nhiều chậu cảnh. Này phù hợp cho mình ở Sài Gòn về đây nghỉ dưỡng nhé. Diện tích là 900 mét vuông. Có hai căn nhà. Này có mấy chuồng nuôi chim. Mấy con này thấy cái ghê. Bên đây có một nhà gỗ nè. Đây có mỗi bộ bàn ghế cho mình ngồi. Căn nhà này rất là mát nhá. Mình từ Sài Gòn về đây rất là gần. Về nghỉ dưỡng ở đây. Đây khách của mình đang xem đây, mình review cho khách hàng cùng xem. Phía bên đây chủ nhà nuôi công phượng. Ở đây là các chú công cảnh nhá. Rất là đẹp. Đó. Phía bên đây có một cái ao nữa nhá. Ao này hiện tại chủ nhà đang thả cá hô và cá chép rất là lớn. Theo chủ nhà nói thì cá hô này bây giờ rất là quý hiếm nha. Đây có mấy chú cá hô rất là to, tầm khoảng vài chục ký nha. Bây giờ lâu lâu nó mới nổi lên thôi, mình rất là khó nhìn. Bên đây có rửa này, có mít này, có đu đủ này. Bên này có mấy chú công này. Kìa chú công rất là to nha. Đó,
xa xa con chú công rất là đẹp nè. Mít này. Phía bên đây chủ nhà nuôi rất là nhiều chim và gà nhé. Bên đây có một chuồng chim gà rất là đặc biệt, toàn gà cảnh thôi nhá, gà cảnh, bồ câu cảnh. Hay chuồng này thì mình không mở vào được, mình không review được. Đây có rất nhiều đủ nha. Tiêu chuẩn của Hồ Chí Minh đó. Ồ. Đây có mình có một chuồng nuôi này. Mình chỉ đứng đây thôi. Xem cho khách hàng xem. Bên đây chủ nhà nuôi gà cảnh, chim bồ câu cảnh và vài chim công nhá. Mình không tiện vào tại vào chúng nó sẽ sợ. Mít đã to nha. Đây có các quả dứa nha. Rất là đẹp. Căn nhà vườn này rộng 900 mét vuông nha. Đây có khê khế. Mít này, này. Mít quá trời sái rồi. Cái xoài này.